Lead, huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 33. Mới đây, quản lý của team Dota 2 496 Huỳnh Hữu Magic cầu nghĩa cho biết game thủ hay Secret vừa qua đời ngày 11 tháng 1 theo thông tin từ gia đình, Hường Dương 33 tuổi. Cộng đồng Dota 2 không còn những pha gạ kèo gáy khét nữa. Thay vào đó là sự bàng hoàng đến từ những người vừa nghe tin và sự thương tiếc vô vàn đến từ những người anh em tâm huyết trong chặng đường phát triển của Dota 2 Việt Nam. Chẳng ai muốn tin, cũng chẳng ai muốn phải xác nhận tin buồn này với những người còn lại. Nhưng đó là sự thật. Dota 2 Việt Nam đã mất đi một tuyển thủ gạo cội, một huyền thoại trong những ngày đầu nhen nhóm ý chí vươn ra biển lớn của cộng đồng Việt Nam, một nỗi kinh hoàng ở cả đấu trường trong nước và khu vực. Nguyên nhân cái chết của chưa được xác nhận, nhưng theo Magical, game thủ sinh năm 1988 bị bệnh về phổi đã lâu và sức khỏe của anh yếu dần ở lần gần nhất cả hai gặp nhau. Trước đó, anh ho nhiều khi đang stream. Fan có thể nhận thấy rõ điều này mỗi khi bật kênh YouTube của Xem. Trong ngày 12 tháng 1, gia đình sẽ đưa về quê nhà Bình Phước để tổ chức tang lễ. Qua đời là tin buồn cho cộng đồng Dota 2 Việt Nam, bởi anh là một trong những người theo đuổi tựa game này ngay từ những ngày đầu. Từng làm đội trưởng của đội Dota 2 lừng danh một thời, khi đó, nickname của anh là Secret. Yêu trong tay từng gieo rắc nỗi kinh hoàng ở cả đấu trường trong nước và khu vực. KL7 từng đánh bại các đối thủ sừng sò như team Malaysia của Musi hay Maisky của Jay đến mức nhiều tuyển thủ, bình luận viên nổi tiếng nước ngoài phải liên tục nhắc đến tên anh. Ở thời kỳ cuối Dota 1, nổi tiếng với lối lên đồ Necromicon cho Invoker. Khi chuyển sang Dota 2, giai đoạn đỉnh cao của gắn liền với các đội 1ST, Việt Nam, Spirit Gaming và đặc biệt là cùng vai trò đội trưởng với vị trí support số 4. Trong giai đoạn 2013-2014, với đội trưởng với con bài tủ yêu đã chơi thăng hoa ở khu vực và từng vươn tới vị trí 22 thế giới trên bảng xếp hạng của Gosu Gamers. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao, gặt hái nhiều danh hiệu. Từng vô địch NVIDIA Dota 2 Việt Nam Tournament mùa 2 VECL 2014 và giành huy chương đồng tại MPGL 2014, giải đấu lớn ở khu vực Đông Nam Á. Vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, từng đạt tới mức rank. Hiện tại, không còn giữ được phong độ như xưa. Dẫu vậy, anh vẫn là cái tên có tiếng trong cộng đồng Dota 2 Việt Nam. Cùng đồng đội đã hạ gục đội những chú chim bé có chỉ số trung bình MMR là 8K để giành vé tới giải online của DRK Dota. Không còn thi đấu đỉnh cao từ lâu nhưng trước khi qua đời vẫn được cộng đồng Dota 2 yêu mến nhờ việc luôn giao lưu với khán giả qua các phiên livestream và những giải đấu phong trào. Mức rank cao nhất của là khoảng 8.250 MMR, lọt top 40 ở khu vực Đông Nam Á. Các tướng tủ của cố game thủ sinh năm 1988 là Yêu, Timbersaw, Razo. Ngoài ra, còn là người bạn thân, kiêm analyst, phân tích viên của 496 Gaming. Nhiều năm gắn bó cùng Dota 2, luôn cống hiến hết mình cho tựa game này. Anh thường xuyên chia sẻ những kiến thức bổ ích về Dota 2 trên sóng stream. Sự am hiểu vững chắc về tựa game được gọi là dead game tại Việt Nam và lối xử lý hoa mỹ của đã truyền cảm hứng cho rất nhiều game thủ, biến anh thành một idol nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng. Nhưng giờ đây, người hâm mộ sẽ không còn được theo dõi những giáo án bổ ích của "Tao mạnh lắm, tao bất tử." Đó là câu nói cửa miệng mà vẫn thường dùng trên stream. Giờ đây, nền móng mà xây dựng vẫn thực sự vững mạnh, vẫn đong đầy những ước mơ và tham vọng mà đã ươm mầm. Và LS cũng bất tử trong lòng anh em Dota 2 Việt Nam vì những gì anh đã sống và cống hiến.